Hello, Minh ơi, can you chào cô. how are you today, Minh? Hôm nay mình có khỏe không? Bài tập con làm tới đâu rồi Minh? Em chưa có làm con. Con chưa làm hả? Làm bài nào hết hả Minh? Rồi không sao, vậy thì mình cứ học ha. Rồi cuối giờ nếu như có thời gian thì cô sẽ cho con làm bài đầu tiên trước. Này, mình có nhớ những cái từ vựng chỉ nghề nghiệp mà bữa trước mình học không? Quá. Thử một từ nha. Lính cứu hỏa là gì Minh? Lính Lính cứu hỏa là gì con? Là file mẹ Fireman, đúng rồi. Nhân viên bất động sản. Nhân viên bất động sản là real Real estate agent, đúng rồi. Nhạc sĩ. là actor, Nhạc sĩ là musician. Đầu bếp. Chef, chef, đúng rồi, đầu bếp. Sorry, người làm bánh. Làm bánh là baker. Người làm bánh là baker ha. Thu ngân con, thu ngân. Cashier, cashier, thu ngân ha. Rồi bây giờ mình sẽ học tiếp nha. Hôm nay mình sẽ đến với unit số 18, đó chính là time and work, chủ đề thời gian và công việc. Rồi, đây là những cái cách mà mình nói về giờ ha. Ví dụ như cô có một một giờ 5 phút thì cô sẽ nói như thế nào một five one five. Cách thứ hai thì cô sẽ dùng chữ past ha. Is It is one five. It is 5 minutes past. Yes, 5 minutes, one half. Đúng rồi. It is 5 minutes past 1 là 1 giờ 5 phút ha. Vậy ở đây cô có 1 giờ 50 thì sao? 1 giờ 50. 1 giờ 50 thì sao con? Một giờ 50 thì mình sẽ có là là is is phút trước giờ sao? 15 10 minutes. Đọc từ lại là 10 minutes.
cách đầu tiên là sao con? Dạ con đọc ba. Ở đây có hai cách đọc, mình muốn đọc cách thứ mấy? Cách thứ nhất là 150 nè, 150. Rồi cách thứ hai là lấy 60 trừ cho 50 là bằng 60 trừ 50 bằng 10. Bằng 10 cộng với chữ trừ là cộng với giờ. Cách thứ hai của mình là it 10 to 2 ha. It 10 to 2. 10 to 2 là 2 giờ kém 10. Rồi, ok. Đây, đây chính là cái đồng hồ ha. Trước 30 phút thì mình sẽ có là pass. Còn sau 30 thì sẽ là trừ. Nhớ cho cô ha. 15 thì sao? 15 thì mình sẽ dùng chữ gì? Water pass ha. Rồi, còn nếu như 45 thì sẽ là water too. 30 thì mình sẽ là have pass. Đây ha. Ở đây cô ghi là Kim Phúc chỉ ngày số 3 nè. Ở đây Kim Phúc chỉ ngày số 9 nè. Ở đây thì sẽ chỉ ngày số 6 nè. Đây, đây là ba con số đặc biệt mình cần lưu ý ha. Ba con số đặc biệt. Rồi, ok. Tiếp theo là AM và PM. Nếu như buổi sáng thì mình sẽ dùng là AM. Còn buổi tối thì mình sẽ dùng là PM ha. Rồi, ở đây cô có 4 cái đồng hồ. Mình hãy giúp cô đọc giờ chính xác của từng cái đồng hồ ha. Ở đây cô có number 1, 2, 3 and 4. Cô có 4 cái đồng hồ. Mình giúp cô đọc giờ của 4 đồng hồ này nha. Đồng hồ số 1. Đồng hồ số 1 con sẽ đọc như thế nào? Đọc cách số 2 cho cô nha. Cách số 2, không đọc cách thứ nhất. Cách thứ hai là có chữ trừ với chữ bát á. Đồng hồ thứ nhất là dạ là it ten a ten past là two. Dạ là a con tám a two two. A2 hay là A past? Là A2. Ừ, ở đây đó con nhìn cái kim đồng hồ nó chỉ hơn số 9 rồi, nên không còn là A nữa đâu con, mà nó là 9 rồi ha. 9. Không phải 10, không phải A mà là 9. Ở đây đó ở chỉ số 2 mà. Chỉ số 2 thì nó phải nằm ở chữ past chứ. Chừng nào nó chỉ bắt đầu từ số 7 trở đi á thì mới là 2 ha. Lộ. Con nhìn vậy số 1 con đọc sao? Dạ là Ten's back night. Chưa chính xác. Ten past là chưa chính xác. Ten này. Chữ past có âm T ở cuối cùng nè. Past. Ờ đúng rồi, phải âm phải chính xác cho cô ha. Mình tập.
10 past. Past. Không phải là past. Past là cái chữ past kia rồi ha. Rồi, đồng hồ số 2. 10 past 9. Clock number 2. Clock number 2. Đồng hồ chỉ hơn số 7 ha, nên chắc chắn nó sẽ là 7. 7 giờ sẽ là 7. 7 giờ. Giờ phút là 10:05. Past 7. Giỏi, 25 past 7. Number 3, đồng hồ số 3. Number 3. Clock number 3. Giờ đồng hồ số 3 con sẽ đọc như thế nào? Dạ là 5 past 6. Đúng rồi. Clock number 4, đồng hồ thứ 4. Số 15. 15 phút. Thì mình sẽ đọc là quarter, quarter, quarter past. Ở đây nó qua số 12 ha, mà chưa tới số 1, vậy chứng tỏ nó là 12 giờ 15 phút. Quarter past 12, đúng không con? Quarter past 12. 15 phút mình sẽ gọi là quarter ha. Này, tiếp tục. Ở đây cô có các dạng đồng hồ luôn. Đồng hồ số nè, đồng hồ báo thức nè, đồng hồ đeo tay, đồng hồ trên điện thoại nè, đồng hồ Big Bang nè. Đó, mình giúp cô cho cô biết những cái đồng hồ này nó chỉ mấy giờ nha. A cô là ví dụ rồi, bây giờ tiếp tục bằng B, C, D, E và F ha. B, C, D, E, F. B, C, D, E, F. Con hãy cho cô biết thời gian của nó đang chỉ mấy giờ. Đúng rồi, half past A. C. Dạ là 4 giờ chiều. 4 p.m. 4 p.m. chính xác. D. Bảy giờ 15. Mười chín giờ là 7 giờ ha. 15 phút mình đọc là gì?
quarter. Quarter. A quarter. Quarter past seven. Đúng rồi. E. Câu E. 9:45. Tương tự, lấy 60 trừ 45 là 15. A quarter to nine. To ten. Đúng rồi, to ten ha. F. F. M. 10:35 đó ta. 10:35. Tối. 35 là 25. Ừ. 25 to 25 to 11. PM hay là AM? PM. Đúng rồi, very good. Chính xác ha. Rồi, tiếp theo mình sẽ nghe cho cô nha. Nghe cho cô và đánh 2, 3, 4. Cô sẽ đánh số 2 nè, 3 và 4 cho cô ha. Đây. Cô có 4 câu ha, tương ứng với 1 tương ứng với 1 2 3 4. What time is lunch today? What time does the boy's television program begin? What time does Anne have to get up for school? Number 4, what time is it now? Trong 4 câu này có câu nào mình chưa hiểu nghĩa không con? Do you understand all the meanings? Con có hiểu hết nghĩa của 4 câu này chưa? Hiểu mình mới có thể nghe được ha. Sao mình có hiểu nghĩa hết 4 câu này chưa? Nếu như đã hiểu rồi thì mình bắt đầu nghe nha. Con đã sẵn sàng chưa? Are you ready? Cô xong mỗi câu là dừng đúng không? Không, lần đầu tiên cô sẽ cho con nghe hết luôn. Lần thứ hai cô mới dừng ở từng câu. Sau lần đầu tiên cô sẽ hỏi mình, nếu như mình có đáp án thì mình đọc cho cô biết, còn nếu như con chưa nghe được thì mình sẽ nghe tiếp lần thứ hai. Lần đầu cô sẽ mở hết luôn ha. Rồi, cô bắt đầu mở nha. The first time. Lần đầu tiên bắt đầu. Here is one example. One. What time is lunch today? Bye mom. See you at 3:30. Wait, Sally. You have to be back before that. Lunch is at 3:00 today. That's late for lunch. We usually have it at 2. I know, but not today. Can you see the number one? Now you listen and write 2, 3, and 4. 2. What time does the boys' television program begin? There's a great program on TV tonight. What time is it on? I want to watch the news at 9 p.m. No problem. Mine starts at 7:15 and finishes at 8:30. 3. What time does Anne have to get up for school? Do you have to get up early, Anne? Not this week, because I'm on holiday. I get up at 10. But when it's school time, I have to get up at 8:30. Do you? I get up at about 7:00 every day. 4. What time is it now? Quick, May. It's late. No, it isn't. It's only 4:00. The film doesn't start until 4:30.
Oh, sorry. My watch is wrong. It says 25 minutes past. That's okay. Rồi, mình có đáp án được câu nào chưa con? Mình cần điền 2, 3 và 4. Rồi, vậy thì bây giờ mình sẽ nghe lại câu số 2 nha. Cô sẽ bấm dừng lại, mình cho cô đáp án ha. Before that, lunch is at 3 o'clock today. That's late for lunch. We usually have it at 2. I know, but not today. Can you see the number 1? Now you listen and write 2, 3 and 4. 2. What time does the boys' television program begin? There's a great program on TV tonight. What time is it on? I want to watch the news at 9 p.m. No problem. Mine starts at 7:15 and finishes at 8:30. 3. Rồi, number 2, đáp án của con là... Quarter past seven, đáp án D ha. Ok, D là number 2, chính xác. Tiếp tục, number 3. What time does Anne have to get up for school? Do you have to get up early, Anne? Not this week. Because I'm on holiday, I get up at 10. But when it's school time, I have to get up at 8:30. Do you? I get up at about 7 o'clock every day. 4. Half past eight. Chính xác. And the last one, number 4. What time is it now? Quick, May. It's late. No, it isn't. It's only 4 o'clock. The film doesn't start until 4:30. Oh, sorry. My watch is wrong. It says 25 minutes past. That's okay. So number 4. Let's see. Đáp án C, ok, chính xác. Giỏi. Rồi, tiếp theo mình sẽ nghe lại và trả lời cho cô ba câu hỏi ha. What are the time do you hear? Ngoài những cái thời gian mà mình đã làm trong bài tập trước á, thì những cái khoảng thời gian nào khác mà mình nghe được? Which other time do you hear? The next one is what activity happened in those time? Những hoạt động nào đã xảy ra trong những khoảng thời gian mà chưa được đề cập đến ha. What questions are 20 thirsty? 20:30 thì mình sẽ đọc là 8:30 ha. A thirsty hoặc là 8:30 and 9 p.m. 9 giờ tối ha. Rồi, are you ready for listening? Con đã sẵn sàng nghe chưa? Rồi, 18B. Time and work. Listen and look. There is one example. 1. What time is lunch today? Bye, Mom. See you at 3:30. Wait, Sally. You have to be back before that. Lunch is at 3 o'clock today. That's late for lunch. We usually have it at 2. I know, but not today. Can you see the number 1? Rồi, những khoảng thời gian nào khác được đề cập trong đoạn vừa rồi con? Con nghe được những khoảng thời gian nào? Mấy giờ? Rồi, cô cho con nghe lại nha. Mom, see you at 3:30. Wait, Sally. You have to be back before that. Lunch is at 3 o'clock today. That's late for lunch. We usually have it at 2. Rồi, con nghe được những khoảng thời gian nào? Nghe được khoảng thời gian nào, Minh? Yeah, 3:30.
Have a tree và một cái nữa là half past three và 2 o'clock hay con 2 giờ và 3 giờ rưỡi. Half past three và 2 o'clock. Tiếp theo là hoạt động nào đã diễn ra vào cái khoảng thời gian này ha. 2 giờ với 3 giờ rưỡi này, trong cái khoảng này diễn ra cái hoạt động gì? I know. Day. Listen. Bye, Mom. See you at 3:30. Wait, Sally. You have to be back before that. Lunch is at 3 o'clock today. Rồi, trong khoảng thời gian này thì có hoạt động gì xảy ra ha? Dạ là tới lớp học con. Đến lớp học hay là have lunch? Dạ, have lunch. Đúng rồi. Bạn này sẽ have lunch ha, ăn trưa. Câu tiếp theo là những cái câu hỏi trong khoảng thời gian từ 8:30 đến 9 giờ. Đó là những câu hỏi gì? Và mình phải tìm câu trả lời cho câu hỏi đó ha. That's late for lunch. We usually have it at 2. I know, but not today. Can you see the number one? Now you listen and write 2, 3, and 4. 2. What time does the boys' television program begin? There's a great program on TV tonight. What time is it on? I want to watch the news at 9 p.m. No problem. Mine starts at 7:15 and finishes at 8:30. Rồi, trong cái khoảng thời gian 8:30 là có chương trình TV gì con? Dạ là kết thúc chương trình của TV của bạn nhỏ. Còn 21 giờ là bắt đầu chương trình của người bố. Đúng rồi, giỏi. 20:30 là kết thúc chương trình của bạn nhỏ, còn 21 giờ là bắt đầu chương trình của người bố xem ha. Very good. Rồi, tiếp tục. Ở đây cô có một cái story ha. Mình giúp cô read the story, đọc câu chuyện và chọn từ để hoàn thành vào 5 cái khoảng trống bên phía bên tay phải nha. Read the story about Michael in London. Rồi. I would like to give you 1 minute. Cô sẽ cho mình 1 phút để nhìn qua cái đoạn này nha. Cô cho con 1 phút để nhìn ha. Rồi, mình đã xem sơ qua cái đoạn văn rồi đúng không con? Nhìn cho cô vào cái khung chat ha. Nhìn cho cô vào cái khung. Đây. Trong đây có từ nào mình chưa biết nghĩa không nào? Trong đây có từ nào con chưa biết nghĩa? Mình ơi, có từ nào con chưa biết nghĩa không? Trong những từ trong khung, cái khung bot á. Fact. Fact, đây là một động từ ha. Nó có nghĩa là tìm. Tìm về một cái gì đó. Tìm thông tin, dạng kiểu tìm thông tin hả?
tìm về một cái vật gì đó hoặc là tìm thông tin gì đó. Nào, coi từ gì nữa. Spending, spending có nghĩa là tiếp diễn của động từ spend ha. Đây là động từ verb in của từ spend, có nghĩa là dùng, dùng cái gì đó, dùng tiền hoặc là dùng thời gian nha. Spend. Rồi bây giờ mình thử làm câu số 1 ha. Number one. His father Jim teaches. Dạy, dạy cái gì đây? Chắc chắn phải là tên một môn học ha. Ở trong đây chữ nào là tên môn học nè? Tên môn học có Minh. Dạ Các con. khu, trong cái khung chat có từ này là tên của một môn học không? Dạ art. Đúng rồi, art ha. Câu số 1 mình điền art. Câu số 2. She visiting a, cô ấy đến thăm. Đến thăm a gì đây? Con nghĩ là con sẽ điền vào từ gì? A. Hoặc là người, đúng rồi, vậy con điền vào từ nào? She ở đây từ nào chỉ nơi chốn nè? Hợp lý ha. Thì câu số 2 mình điền factory. Câu số 3, she cái gì đó with her class in the mountain. Động từ tiếp diễn, hiện tại tiếp diễn nha. Mình cần một động từ có in ở đây. In. Skiing, hợp lý luôn. Cô ấy đang chơi trượt tuyết với bạn, với lớp của cô ấy. Number 4, câu số 4. Michael can, một động từ ha. Michael có thể cái gì đó, phòng máy tính. Michael có thể cái gì? Phòng máy tính nè. Động từ. You có nghĩa là sử dụng ha. Rồi câu số 5. Their conversation is merged. Cuộc hội thoại của họ, cuộc đối thoại của họ thì merge cái gì đó for Michael's mother. Merge gì? Later. Number 5 mình sẽ điền vào chữ later ha. Later có nghĩa là sau đó. Later là sau đó nha. Cuộc hội thoại của họ thì sẽ later for my school mother, có nghĩa là sau đó, hoặc là mình có thể dịch là trễ hơn. Later, sau đó hoặc là trễ hơn. Trong trường hợp này thì mình dịch là trễ hơn ha. Cuộc hội thoại của họ thì diễn ra trễ hơn. Rồi, tiếp tục. Những câu còn lại thì mình đã làm chính xác hết rồi ha. Đầu tiên là art nè, factory nè, skiing nè, you. Những câu còn lại có làm đúng hết rồi. Rồi, bây giờ mình sẽ dựa vào bài đọc hồi nãy á, câu chuyện hồi nãy trả lời cho cô những câu này. Tên của chàng trai trong câu chuyện là gì? Mình còn nhớ không? Tên của chàng trai trong câu chuyện vừa rồi. Tên của chàng trai trong câu chuyện vừa rồi là chàng trai tên là Michael ha, Michael.
Chàng trai tên là Michael. Rồi, tiếp theo anh ấy làm gì trên máy tính nha con? Tìm thông tin cho cô biết là Michael đang làm gì trên máy tính. Michael đang làm gì trên máy tính? Spending. Anh ấy đang trong bài á, trong bài có thông tin á, con đọc trong bài á. Anh ấy đang texting and sending message to other people in his family on the internet. Đúng rồi, anh ấy đang talking, đang nói chuyện và sending messages, gửi tin nhắn cho những thành viên trong gia đình ha. Rồi, câu tiếp theo của cô đó chính là tại sao anh ấy lại làm những cái việc đó? Why is he doing that in this way? Tại sao anh ấy lại nói chuyện và gửi tin nhắn với gia đình của mình? Why? Tìm thông tin cho cô. À, tại vì anh ấy ở nước ngoài, xa nhà cô. Con tìm thông tin trong bài đọc cho cô nè. Tìm thông tin trong bài. Mitchell is in London. Chưa, đó không phải là thông tin mình cần tìm. Đọc cho cô cái đoạn gần cuối á. Đây ha, dẫn chứng của mình là cái câu cô tô đỏ. Bởi vì anh ấy phải nói chuyện với các thành viên trong gia đình qua internet là bởi vì họ đang sống ở những quốc gia khác nhau. À, họ đang sống ở 4 country, ở 4 quốc gia ha. Cho nên là bắt buộc họ phải nói chuyện qua internet. Rồi, đáp án của mình đó chính là bởi vì họ sống ở 4 quốc gia khác nhau nên họ phải nói chuyện qua internet ha. Rồi, bài tập tiếp theo đó chính là con hãy chọn tên cho câu chuyện vừa rồi cho cô đi. Ở đây cô có 3 cái tên nè, mình sẽ chọn tên nào cho câu chuyện. Which one do you choose? Mình sẽ chọn câu nào? Which one do you choose? Conversation là cuộc đối thoại nha. Cuộc trò chuyện, cuộc đối thoại. Đáp án của mình sẽ là câu đó đó con. Cuộc đối thoại của Michael với gia đình của mình ha. Trong bài vừa rồi không có nhắc gì đến airport, không có nhắc gì đến sân bay cả và cũng như không có nhắc gì đến lesson cả. Chủ yếu là nói về cuộc hội thoại của Michael và những thành viên trong gia đình của anh ấy nha. Rồi. Tiếp theo mình sẽ đến với bài tập nghe ha. Trong lần này thì con sẽ nghe và chọn đáp án ABC cho cô nha. Rồi. Mình sẽ bắt đầu với câu số 1 ha. Ở đây ví dụ của mình là liên quan đến Kim Job. Sau khi mình nghe cái câu ví dụ là mình sẽ đến câu số 1 ha. Và cô sẽ bấm dừng lại luôn. Nên mình sẽ đưa đáp án ngay lập tức cho cô câu số 1 nha. Rồi, con sẵn sàng nghe chưa? Are you ready? Rồi, mình sẽ nghe câu ví dụ và câu số 1. Xong rồi mình đưa đáp án cho cô ha. Is your sister working in an office now? You mean Kim? Yes, but only for about an hour each day. She isn't a secretary. Is she an artist then? She's an engineer. She... Câu ví dụ của mình chọn đáp án A là bởi vì engineer, cô này là một kỹ sư ha. Hình A thể hiện cô này là kỹ sư. Rồi bây giờ bắt đầu nghe câu số 1 nè. He works on roads and bridges most of the time. 1. How does Kim go to work? Does Kim take the bus to work? She could do that, but she needs to drive there
and to travel to different parts of the city each day. Can't she use a bike? There's so much traffic. I think she'd like to, but she needs to carry too much. Rồi, number one, A, B, or C. Car, bike, hay là bus? 18D. Câu số 8 Time and work. Đáp án là A. Car, ha? Đáp án A. Nghe lại lần nữa cho cô nè. Tại sao A? Dạ, con biết rồi cô. Vì bus thì không đúng tại vì cô tự lái nó đi. Còn bike không đúng thì tại vì cô có mang theo một vật lớn. Ừ, nghe lại xong rồi cho cô biết chính xác lý do nha. The box. One. How does Kim go to work? Does Kim take the bus to work? She could do that, but she needs to drive there and to travel to different parts of the city each day. Can't she use a bike? There's so much traffic. I think she'd like to, but she needs to carry too much. Lý do là gì Minh? Không phải bus là bởi vì cô đó cần phải đi rất là nhiều nơi ha. Đi rất là nhiều nơi ha. Nên không phải là C rồi nè, còn lại A và B, tại sao không đi xe đạp? Bởi vì cô đó cần phải mang rất là nhiều thứ, đi xe đạp thì chở không hết ha. Nên đáp án là câu A. Rồi, tiếp tục number 2, nghe cô câu số 2 nha. 2. What time does Kim start work? What time does Kim have to be at work? Well, she has to get up at 6:15. Then she has breakfast and leaves home at 7:15. So when does she arrive in her office? At 7:30. It's really early, but she doesn't mind. 3. Where does Kim have lunch? Where does Kim take her lunch break? Rồi, câu số 2 mình nghe đáp án số mấy con? A, B, C. Câu số 2. Đáp án là gì? Mấy giờ thì Kim bắt đầu làm việc? Cô cho nghe lại nha. Listen again, nghe lại ha. What time does Kim start work? What time does Kim have to be at work? Well, she has to get up at 6:15. Then she has breakfast and leaves home at 7:15. So when does she arrive in her office? At 7:30. Rồi, đáp án A, B, or C cơ? Mấy giờ? 7:30 là 7:30. Đáp án C ha. Rồi, tiếp tục nghe cho cô là Kim ăn trưa ở đâu? Kim ăn trưa ở đâu? It's really early, but she doesn't mind. 3. Where does Kim have lunch? Where does Kim take her lunch break? Does she go home? She doesn't have enough time to do that, Mr. Lowe. Is there a cafe in the building where she works then? Yes, but she usually takes sandwiches and eats them in the park. Rồi, Kim ăn trưa ở đâu cơ? Where does she have lunch? Là A. Ở đâu? Ở cafe hay là park hay là home? A. Hay là cafe hay cơ? Ở quán cà phê? No, the answer is in the park. Có nghe được sandwiches không? Đây. To do that, Mr. Lowe. Is there a cafe in the building where she works then? Yes, but she usually takes sandwiches and eats them in the park. Có nghe được không? Sandwiches in the park. Rồi, đáp án B ha. Tiếp tục câu số 4. Is this Kim's first job? She told me she wanted to work in a clothes shop. Well, she didn't do that. But she worked at the police station last summer. Really? Yes,
but she didn't have to wear a uniform. She worked in the kitchen there. Rồi, number 4, công việc đầu tiên của Kim là? She worked in the kitchen. She worked in the kitchen. Cô ấy làm việc ở nhà bếp, cho đáp án B. Cuối cùng là Kim thích nhất điều gì về công việc của cô ấy? Nghe cho cô ha. 5. What does Kim like most about her job? Is your sister happy in her new job? She loves it. She really enjoys being outside. Does she have to go to lots of meetings too? Yes, but she doesn't enjoy those very much. And she hates talking on the telephone. 18D. Rồi, đáp án của mình là A. Lý do tại sao? Bởi vì C là cô ấy không có thích đi họp mặt với người khác. Cô ấy cũng không thích nói chuyện điện thoại nè. Không thích nói chuyện qua điện thoại luôn. Đi ra ngoài. Đúng rồi, chỉ đi ra ngoài thôi ha. Đáp án ngay. Dạ, ok. Hôm nay mình học tới đây ha. Bữa sau mình sẽ tiếp tục và cô sẽ sửa hết bài tập vào bữa sau nha. Nên mình nhớ làm cho cô để bữa sau cô sửa ha. Rồi. Goodbye. See you again, Min. See you next time. Okay.